Các bạn có bao giờ vệ sinh vị trí này ở siphon chậu rửa bát không? Nhà mình vệ sinh khá thường xuyên mà nó vẫn có nhiều rác đọng. Các bạn hãy thử ở nhà nhé. Đường ống cũng rất bẩn, lau thử nào. Có thể các bạn sẽ nói là nó bẩn cả hệ thống đường ống, lau có một chỗ này không ăn thua, thì sạch phần nào đỡ phần đó. Và đây là vị trí bẩn nhất của cả hệ thống rồi, nó là chỗ đọng rác đọng nước mà. Mình rửa sạch hai cái nắp chặn rồi này. Bây giờ lau khô phần gen để đảm bảo không giò nước, rồi lắp vào thôi.